Việt An xin mến chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh. Thì hôm nay Việt An xin chia sẻ cùng mọi người một món ăn chơi của nhà mình. Mình cũng chưa biết gọi chính xác là tên gì, thì mình gọi nó là bánh mì xoắn. Và đặc biệt là bên trong nó có một lớp bột dẻo, khi ăn rất là vui miệng ha các bạn. Nếu mà mọi người thích thì chúng ta cùng bắt đầu nha. Như thường lệ thì mọi người có thể xem các nguyên liệu ở dưới phần miêu tả của video ha. Nguyên liệu hôm nay cũng không có gì đặc biệt, chỉ gồm có bột mì, bột nếp, trứng gà và một ít men nở. Rồi mình sẽ bắt đầu đi nhào bột mì nha các bạn. Mình cho vào đây 3g men nở, sau đó là một muỗng lân đường, nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ trộn sơ lên, sau đó mình tiếp tục cho một muỗng canh dầu ăn và một quả trứng gà. Và bây giờ mình sẽ chế vào đây 110ml nước ha các bạn. Mình sẽ vừa trộn vừa khuấy như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đổ ra bàn và mình nhào nha. Sau khi bột của mình nó bắt đầu dính thì mình sẽ để đây khoảng 15 phút. Rồi mình sẽ quay lại nhào tiếp nha các bạn. Bột của mình bây giờ nó đã dẻo lại rồi. Sau đó các bạn sẽ kéo từ từ ra như thế này. Rồi các bạn cứ kéo ra và mình cuốn vào. Sau đó các bạn đổi hướng. Khoảng chừng 3 đến 4 phút thì bột của mình nó đã mịn rồi. Các bạn có thể nhào nhiều hơn thì bột của mình nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đem ủ bánh nha các bạn. Mình sẽ để trong tủ lạnh 2 giờ đồng hồ nha. Sau đó thì mình sẽ đi nhào bột nếp nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh đường, khoảng 3 muỗng canh nước ấm. Phần bột nếp của mình các bạn có thể cho thêm một muỗng canh bột năng, nó sẽ làm cho phần nếp của mình dẻo hơn. Mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn cho bột đỡ dính tay ha. Các bạn có thể thấy là bột của mình nó hơi khô, nhưng mà các bạn khoan hẳn cho nước nha. Nếu các bạn cho nước nhiều thì bột của mình nó sẽ rất là chảy đó. Các bạn chỉ cần nhào sao cho bột của mình nó thấm đều nước là được. Khi mà bột của mình nó đã đều như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ để cho bột nghỉ luôn nha các bạn. Phần bột của mình sau khi để trong tủ lạnh 2 tiếng thì mình đem ra ngoài một chút cho nó nở lên như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đi cán mỏng ra nha. Phần bột của mình sau khi ủ thì nó sẽ rất là mềm. Nếu các bạn nhào lại thì bột của mình nó sẽ bị co, cho nên rất quan trọng là mọi người không được nhào bột trở lại nha. Rồi sau khi các bạn cán được một lớp mỏng như thế này, các bạn thoa lên một lớp dầu hoặc là một lớp bơ cũng được ha, để cho bánh của mình tạo ra nhiều thớ đẹp. Rồi sau đó mình sẽ gấp bột lại làm 3 lần ha các bạn. Sau đó mình lại tiếp tục cán đều. Sau đó mình sẽ gấp bột lại lần 2. Rồi sau đó mình sẽ cán ra tiếp tục ha. Và trong quá trình cán mình sẽ cán từ từ nha các bạn. Mình cán quá nhanh thì bột của mình nó sẽ dễ bị co ha. Bây giờ mình đã có thể cho phần nhân nếp vào giữa rồi. Các bạn chú ý là đừng để cho bột nếp của mình len ra quá nhiều ở rìa nha các bạn. Lần cuối cùng thì mình chỉ cần gấp đôi bột lại là được ha các bạn. Sau đó các bạn sẽ cán mỏng ra. Rồi bây giờ mình sẽ cắt thành những sợi dài nha. Phần bột của mình đã xong, bây giờ mình sẽ đi nắn bánh nha các bạn. Các bạn sẽ kéo bột của mình ra một chút như thế này. Sau đó mình sẽ cầm hai đầu và mình kéo ngược hướng với nhau. Các bạn có thể kéo từ 4 hoặc là 5 lần là bánh của mình đã đẹp rồi đó. Ở hai mối nối thì mình sẽ quấn lại ha.
Mình cũng không cần phải nối quá kỹ ha các bạn, vì khi mình chiên lên thì bột nếp của mình nó sẽ chảy ra và nó sẽ dính vào với nhau luôn. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn chỉ cần xoắn từ 4 đến 5 lần là bánh của mình đã đẹp rồi. Mình không nên xoắn quá nhiều vòng ha các bạn, tại vì xoắn nhiều thì bánh của mình nó cũng sẽ không nở được tốt. Nếu mà nó không tự xoắn thì mình có thể xoắn cho nó ha các bạn. Để tăng độ giòn cho bánh thì mình sẽ quét ở phía ngoài một lớp trứng ha các bạn, giống như là phần trứng các bạn quét bánh mì ngọt vậy đó. Nếu các bạn thích nó giòn hơn thì các bạn có thể lăn qua vụn bánh mì ha. Còn mình thì muốn nó vừa phải thôi cho nên mình chỉ rắc sơ một lớp thôi ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi chiên bánh ha. Mình sẽ chiên bánh ở lửa dưới trung bình nha. Vậy là bánh của mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Các bạn có thể thấy những lằn màu trắng nhìn rất là hấp dẫn ha. Đây là cái bánh mà mình không phủ vụn bánh mì nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Phía ngoài nó rất là giòn, bên trong thì ẩm mềm và dẻo dẻo nữa. Thì món này các bạn có thể dùng để ăn chơi hoặc là cuốn bánh tráng, rau sống và chấm nước mắm chua ngọt cũng rất là ngon đó các bạn. Thì Việt An hy vọng mọi người sẽ thử công thức này và cho mình biết kết quả nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye!